Ôi, giờ mùa hè tới rồi ha, mùa hè tới là các bậc cha mẹ sẽ rất là bận rộn. Đã những là không phải đi làm rồi, đã những là phải đi làm rồi mà còn phải nghĩ ra những cái thứ khác nữa để mà lo lắng cho các con khi nó ở nhà, nó đi đây nó đi đó, rồi nhất là những người mà ba cha mẹ có những em bé nhỏ thì còn cực bạo nữa, tại vì việc làm phải làm mà còn lúc đó nó ở nhà nữa, nên rất nhiều việc phải làm. Mình đang đứng trước đây là cái Barnes & Noble Book Seller. Barnes & Noble là giống như là nhà sách ở Việt Nam, là nhà sách đó mà. Cái nhà sách này thời buổi này thì người ta cũng chẳng cần phải tới nhà sách nữa đâu. Tại vì có thể ở nhà mà đi mua sách online, giống như mua sách ở trên trên cái website, và ngay cả Barnes & Noble này cũng có những website để mình mua sách trên đó. Hoặc đa số giờ người ta có thể mua gọi là e-book, có nghĩa là mua sách là điện tử. Đa số download trong cái Kindle, cái máy giống như iPad để mà đọc. Nhưng mà mình vẫn thích những ngày đầu nghỉ thì tới tới cái tiệm sách này. Tiệm sách này thì đúng là đâu cũng có nhiều, họ có thể tới thư viện cũng được, nhưng mà vẫn thích vô đây, bởi vì vô đây nó có những cuốn sách mới. Như cho con nó vô nó coi cái gì hay là nó ngồi nó đọc, thì bản thân mình dạy vô đây thấy nó nhẹ nhàng. Đó là một trong những thứ mà có thể làm được khi mà mùa hè là ngày nghỉ, có thể dắt tới đây. Nó có trong đây nó có một cái nơi nhỏ nhỏ để mà uống cà phê và ăn những snack bình thường thôi, và sau đó thì kiếm một cuốn sách nào hay thì mình mua mình đọc. Rồi bây giờ mình đi vô nhé, rồi mình cũng sẽ đi một vòng cho mọi người coi để cho mọi người thấy sách bên đây nó bán mắc hay bán rẻ như thế nào nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cho mọi người lên cái shoulder của mình, có thể nó hơi vibration chút, nó hơi rung chút xíu mà thông cảm, thì mình có hai cái tay mình rảnh mình làm việc. Rồi let's go. Đi bộ vô bên tay trái là nơi tính tiền khi mua sách xong, tay phải là cái tiệm cà phê. Còn bên trên lầu nó có hai tầng bên trong, trên lầu là nơi sách của nít. Vô đây chắc rất là nhiều lần, 20 năm đứa con gái cả 22, 23 tuổi rồi, vô đây chắc phải 20 năm rồi. Bên đây vô đây mình sẽ ít nói lại và nói nhỏ nhé. Thì thấy tiệm cà phê bên phải nó bán mấy đồ nhỏ nhỏ, đây nó có mấy cái mua bật đèn. Quán cà phê bán những đồ ăn snack nè. Coi sách này cho. Leather Journey. Sách mới business, thì lấy một cuốn sách thì coi coi giá nó, thường bình thường thường nó có hai giá, không giá bên bán bên nước Mỹ 28 đồng, bán bên Canada là 37 đô. Có thể là cái giá trị của đồng tiền với nơi nó khác không, nên nó bán nó mới bên giá nó khác chút. Sách vở như vậy chứ không có rẻ. Mình nói về Donald Trump mà chắc là chỉ toàn nói về những người buôn bán làm ăn không á. Cuốn sách này Donald Trump with Tony Spoil, giá bao nhiêu, 16 đồng bạc.
là US 16.99, Canada là 22 đồng, thì một đô bây giờ chắc đổi ra thành đô là 23.000 thì 17 đồng nhân cho 23.000 ra số liền. Đây là business section đó, là những cuốn sách business, cuốn sách the top tip, là những sách đang thịnh hành nhất giờ. Rồi sách này vợ mình phải mua rồi, Girl Boss rồi, vợ phải đọc rồi. Vợ không đọc rồi, vợ đó là Girl Boss rồi, đọc gì cho mất công. Là Netflix original series, nói về tiểu sử của Netflix cũng lợi hại, có mấy tay có mấy cuốn sơ phim của Rick rồi lấy cho ta coi, cho coi hồi hồi trở thành là một trong những cái website, một cái dịch vụ không ai coi cable nữa mà coi Netflix. Cái YouTube bây giờ mạnh hơn là những cái cable, còn antenna TV giờ rất và dĩ vãng thôi. Những cuốn sách này nó chỉ làm thế nào mà có thể trở thành business bản thân được, có nghĩa là giống như những người startup, là những người từ mở công ty, tự làm cho bản thân mình. Cuốn sách này Small Business Entrepreneurship, 24.95, 25. Làm cho đây mấy sách mới mà muốn đọc vui, cầm hửi thơm thơm. Đó là một cái thú vui, tại sao người ta mua sách là vậy. Họ vẫn có những người giống như kiểu mình thích nhiều cuốn sách cầm đọc vẫn hay hơn là đọc ebook. Đây một business, một technology đây. Technology là những cái chỉ cho xài được. Thế nhưng mà cái sách có chỉ cho cách xài iPhone, bán 24.99, Canada là 30.99. Đây. Cái này chắc mua cho mình quá. YouTube channel for dummies, có nghĩa là học làm YouTube cho những người mà ngu xuẩn, chắc mình quá. YouTube channel for dummies, Willy Brand. Learn to start a channel, create content, monetize your channel, build your own nickname, build yourself, your business. Và cái này nó đúng là cho ai muốn thực sự muốn trở thành YouTuber thôi. Này làm chơi cho vui nữa. Rồi, thì trong đây nó họ thiết chỉ step by step, từng bước. Có thể làm được kiếm rất cũng hay, nhưng mà thực sự mấy này giờ trên online đã hết rồi. Có thể đọc. Thấy không? Also available on ebook. Bây giờ ebook mạnh lắm. Đây. Sách đọc xài cái phone. Trời ơi, cái phone nó smart quá đi, nên nhiều khi mình không biết xài. Không biết xài thì phải mua những sách để sử dụng. Cái này là những người để bán hàng đang cần phải biết nhiều. Okay. Bên đây nó hay dùng những này chọc cho vui. Create design for dumb thì là nghĩa là mình không biết hết, mà họ chỉ rất là đơn giản thôi chứ. Thôi sắp vào thứ bảy, technology bên đây cũng đầy. Ok, đó là nhà sách. Đây là truyện này, truyện mẽ, trưng mẽ, trưng mẽ. Đây là sách đạo, bài bộ, sách study bible, sách đạo, sách lịch sử, Roosevelt. Ông này đây là một người mà mình rất thích, là ông là tổng thống, một trong những tổng thống giỏi nhất của nước Mỹ. Ông ta có đi tới 4 nhiệm kỳ thì vị thứ tư ông ta chết. Ông ta làm tổng thống trong thời gian mà đại thế chiến thứ hai, mà ông đi The Great Depression, nghĩa là cái khi đại, cái khi mà kinh tế Mỹ đi xuống tệ hại nhất trong lịch sử, và khi mà cái thời gian của đại thế chiến thứ hai nữa. Thì ông là một trong những người với ông Winchu của bên
thích ăn. Câu này rất là hay. Nếu mà ai có thời gian muốn học hỏi về những cái tính cách mạnh mẽ, ông này cũng bị liệt hai chân đó nha. Hai cái chân ông bị liệt nha. Nếu thấy đứng là ông phải có cái đồ để đứng chứ ông là người bị liệt hai chân. Rất là giỏi. Còn Hillary này nhìn mặt thì chỉ cần nhìn sắc ra ai cũng biết rồi. Hillary nhìn cái là biết rồi. Kể cả những con sắt bán, con này nó bán chỉ 18 đồng. 18 đồng. Con sắt này có thể mua vô thư viện có thể có. Thư viện có thể có. Oh, Nixon. Không, Nixon cũng lợi hại. Tổng thống Nixon cũng lợi hại. Ok. Con này thì con sắt Mỹ. Lịch sử. Thì có một người đã nói rồi. Nếu một kẻ biết đọc và biết viết mà hắn ta ngu xuẩn là do hắn ta lười. Và nếu một người biết đọc và biết viết, người đó cần phải, người đó sẽ chắc chắn là phải thông minh. Và người đó chỉ cần đi đọc, cố gắng đọc và viết thì cứ tự động nó biết thôi. Còn nó không điều chuyển như là lười. Rồi, ở đây Obama, trời ơi. Trời ơi, Tổng thống Obama cuốn sách to thủ tướng rồi ta. Trong đây có cả hình của sao Tổng thống da đen đầu tiên đó. Cái thời gian mà khi ông này ông lên Tổng thống, cái buổi tối mà khi mà người ta nói ông là Tổng thống là cái người da đen khóc luôn. Tại vì trong năm 1960 mấy lúc đó, người da đen cũng người kỳ thị quá trời làm Tổng thống. Ôi, George Bush, ai cũng biết ha. Cha và con đúng không? George Bush, cha cho chút con. Thời mà đánh chiến tranh Iran Iraq, trận mà Desert Storm. Okay. Ồ, này nữa. Ông này là Kennedy à? Ông này là bị ả sát rồi. Bị bắn chết. Ông này sinh ra cái thời gian mà giữa đại kia chiến tranh lạnh giữa nước Mỹ và Liên Xô, và chạy đua vũ trang, mà chạy đua mấy lên cung trăng à. Space. Đây là nhà vệ sinh. Ok, bên bên đây là ổ kiếm. Ổ trong đây cũng có cuộc chiến ở Việt Nam. History War. Ok. History War thế nào cũng có chiến tranh Việt Nam bên này. Ok, còn có chiến tranh Việt Nam bên này. Đây thế nào cũng chiến đại thế chiến thứ nhất, đại thế chiến thứ hai, Korean War. Cái này mình sẽ đi trong đây, chắc có thể clip này sẽ hơi lâu chút. Nếu thấy chán thì cứ bấm tắt nha. Nếu thấy hay thì từ từ coi. Okay. Mình nếu đọc sách phải viết về lịch sử chiến tranh Việt Nam thì phải đọc cả 2-3 loại sách. Đọc bên Việt Nam viết, đọc Mỹ viết, rồi đọc thời Cộng Hòa viết thì may ra mới có được cái khái niệm về đó chiến tranh như thế nào. Khi đọc một bên thì cũng hơi khó. Thì mỗi bên đều viết, mỗi người viết về mình hơi nhiều. Ok. Và đi tiếp. Are they brother? Are they brother now? He even got a book together. Why? What happened? Bullshit political stuff? Huh? That's okay. Don't let it bother you. You let it bother you. That's when you turn on the TV, that's listening. Don't read it too much. Don't watch it too much. I don't watch it. You turn on the CNN all day long, there'll be something happen. Yeah, you know. CNBC, they all the same. Fox is the same. Oh, they all the same. Remember, we got like 7-point-something billion people, right? So always some problem. Right, so that's okay. Yeah. Enjoy your day. Philosophy. Oh, những đây. Oh, philosophy. Để nói ông này. Ông này cũng lợi hại. Martin Luther King. I had a dream. Cái câu mà để đời của ông nói I had a dream
là sẽ có một ngày đẹp trời nào đó là người da đen sẽ không bị kỳ thị nữa. Người da đen sẽ có thể mà được đánh, có được những cơ hội như người da trắng để vươn lên. Đó là ông đó, không là doctor ha, là ông có PhD hay sao đó. Cái này thôi, nói bậy là chết. Này mà đọc lại cho kỹ. Ông như ông có PhD, ông là rất là giỏi, nhưng mà rốt cuộc ông bị Assange bị người ta giết hại. Cái này là lịch sử thế giới, war history là lịch sử của thế giới, không phải của Mỹ nữa, của thế giới luôn. Ok. Hôm nay religion và đạo. Ồ, ở đây thoải mái. Ai muốn theo đạo thì theo đạo. Đạo công giáo, đạo Phật, tại vì biến sợ được luật là được rồi. Còn tự do, tha hồ tự do. Mình mỗi lần vô đây mê lắm. Rồi cũng được một ngày. Ồ, trường tay này thấy giống Hitler quá. Ồ, Hitler còn ai nữa. Man, thực sự rất là lợi hại. Biography có nghĩa là cái cuộc sống của những người này từ nhỏ lớn là sống sao, từ đâu ra có ra một con người như vậy, một con người kết cấu bởi những người nuôi dạy họ và đợi bơi những nơi họ lớn lên, cái hoàn cảnh nhân vai mà là nơi họ lớn lên, là người nuôi dạy họ, nên là ảnh hưởng tới cái cách suy nghĩ của họ. Họ Steve Jobs anh biết rồi. Steve Jobs là người, ông Steve Jobs này là người ông đưa ra cái iPhone này anh biết rồi, nhưng mà cái quan trọng nhất của ông là kể là cái màn hình mà bấm cảm biến bằng tay bấm, mà lúc còn cũng chết từ bệnh ung thư, mà trước khi chết cũng để lại một cái câu nói, để lại một cái bài và một cái lá thơ cuối cùng của tác thơ tuyệt mệnh. Không có cái giường nào mắc bằng cái giường bệnh, và chẳng có ai có thể thay thế cái chết cho bạn, cái cục bạn chết, tiền tài danh vọng là vô nghĩa. Cái thời gian của tổng thống Obama trải qua đó, ra ngoài Hà Nội mà ăn cơm bún thịt nướng gì đó, thầy đó mới treo cổ chết bên Pháp, một anh 61 tuổi, cuộc đời cũng không thiếu gì cả, và cuối cùng treo cổ. Ở Bill Clinton người tay này, ông này cũng hay, ông này là thổi saxophone, là thổi kèn saxophone đó, tướng tá ngon lành nên hay mệt, bị thương nữ bù quanh thì rốt cuộc cũng bành sạc, rốt cuộc cũng chóng mặt nhức đầu, bị Hillary cho quýnh cho vài tăng, chắc là nhà đóng cửa quýnh cho vài lần này. Này phải công lương tại là the more early year. Ok, that's the one. Oh, self transformation này là đọc để mà tự thay đổi bản thân. Những cái này cũng chắc đọc để thay đổi bản thân. Ở trong kia chắc là trong này bán DVD. Phim. Và phim này đã đang trên trò để coi Netflix. Muốn coi là 17 đồng. Ở trong này nó bán là 30 đồng một cuốn phim. Thì đó, thì những cuốn phim đây là 30-40 đồng. Mua thực sự chứ không có ăn cắp gì hết. Ồ, cái này thật mắc à. The True Story of Real Hero. Cái này tới 36 đồng. Cái này nói chiến tranh của mấy anh Mỹ thời mới đây. 36 đồng. Mấy phim này cũ này. Bán bớt. Mấy đứa nít một poly hay tập thể dục, chắc chịu ăn uống sức khỏe, tập thể dục
Grab Travel này hay, cách tập thể dục, Psychology để hiểu tâm lý học, Medical Reference. Ok, Grab Travel là sách rồi, nói về du lịch, đi du lịch nước Mỹ ấy. Hay ạ. Còn đây những chuyện đến nơi là nên đi, nên là nên xem. Oh, đây International Travel, nên là travel thế giới. Colombia, Peru, Panamia, Costa Rica, Europe, và một châu Âu. London. Bây giờ bọn con đi mình với chết chán rồi. Nghe làm gì hẳn chắc chết chán này đó. Italy. Và những cuốn cái sách gọi là Pocket. Theo mình mua nhỏ nhỏ. Survival. Over 8,000 words in Frank Miller case in the happy situation. Ooh. Tất kỷ. Okay. Tất kỷ những câu đơn giản. How far it be to the quanto Ita a không nổi lên. Tiếng Italy nhé. Ý. Okay. Bây giờ kiếm ăn Việt Nam. Đi nào mà từng là Việt Nam chứ. Đồ cái thứ sắt này, chai nào này. Một Asia này. Asia. Oh, chai nào một khúc luôn. Nguyên sắt xanh luôn, chai nào mở luôn. Japan đây không mở luôn. Japan Tokyo. Hà Nội, Sài Gòn, Hồ Chí Minh City nhưng mà họ vẫn mở ngoặc để chữ Sài Gòn vô. Là thế nào travel Việt Nam mà vậy? Đây Hà Nội như thế này. Xe scooter. Đây hình ảnh. Họ viết không? Bản đồ. Những công viên, xe ôm, silo, xích lô. Ở những khách sạn Saba, Saba Elegant Hotel, xe ôm, taxi, họ chỉ ông thôi mấy ông thầy, tao mấy ông Việt Nam chơi chiêu vô nó là bị lừa là chết luôn. Taxi đi có 1 cây số hồi ra tầm 10 cây là chết luôn. Đây là những thắng cảnh, là mũi né. Chợ lớn rồi, đây tôi gặp chợ lớn. Nhà thờ Đức Bà, Phạm Ngũ Lão thì Phạm Ngũ Lão là nơi mà những tay du lịch ba lô tới nhiều, Phạm Ngũ Lão. Ok, nơi để uống. Onion, Helibar, Share, M-Bar, Saigon, Saigon Bar, Entertainment. Ok, họ sẽ list đây, đây là gì đây ta? Hàm, Hàm Dương, Cemetery, nghĩa là nghĩa địa Hàm Dương này. Hàng Dương chứ. Xuống Mekong, Mekong Delta. Floating Market là chợ nổi. Chợ nổi bên miền Tây. Chợ nổi miền Tây, Cà Mau, Phan Rang. Ok. Sắp tha hồi ra bộ. Ôi, bây giờ mình đi bộ lên đây chút xíu. Cái này sắp xong rồi đó. Đó là mình tầng bộ phần ở đây là những cái đồ mà cần phải bán tông bán tháo. Cái thằng con mình chạy nó mất tiêu rồi. Nó tầng 1. À, lên tầng 2. Lên tầng 2 nha.
sách mấy bà bầu. Bà này có bầu vô đây mua sách mấy bầu. Mà không có bà bầu luôn. Sách mấy bà bầu. Sách chỉ làm cha mẹ thì làm sao dạy con cái khi nó còn nhỏ mới đẻ ra, thì nó đi học. Sách chỉ đi học. Sách này How to talk to your child, và sách nghe cách chỉ cách nói chuyện với các con về vấn đề tình dục thì họ cho chị. It's a parent family relationship, cách chỉ dẫn sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái. Strong mother, strong son. Khi người mẹ mạnh mẽ thì con trai nó sẽ mạnh mẽ, thì từ con trai nó hay bám mẹ lại vậy. Hai sách của những teen fantasy adventure này, những cuốn sách này giống như là của mấy người ta nên quên thấy con nó mua nguyên set ở nhà luôn. Hai sách mà được con nít, nít mà tuổi đang lớn, sách game. Decorating interior design, sắp chỉ dẫn trang trí nhà cho trong nhà. Craft and Hobby. Cái này chỉ làm những cái rất là đơn giản, hoặc là những thứ để trang trí trong nhà cửa. Có kiến thức được thì có ba đường để có kiến thức. Một là học, hai là tập, ba là một là đọc. Học hay là đọc trải nghiệm, ba là mua kiến thức, mua những người ta đã biết rồi mua lại. Giờ đây là những cuốn sách của con nít nhỏ nữa. Sắp nó lít cả chút xíu, 3 tuổi, 5 tuổi, đó ở đây ngồi đây là ngồi quá trời luôn. Đó đây nó cái kỷ đây này cho kỷ đọc sách lít. Nhìn thấy không? Young reader nó có kỷ sách của những đứa học lớp 3, lớp 6 từ 72 tuổi. 72 tuổi. Lớp 7 tuổi đến 12 tuổi, lớp 3, lớp 6, những cuốn sách đọc đúng tuổi tuổi đủ loại sách đọc vui. Đây cũng là cái mà có thể cho con cái vô, đó là rất là lành, rất là tốt. Ok, và đây là nó bán cái đồ chơi của nít. Này học này cũng hay lắm. Đây là học ngôn ngữ khác, học tiếng Mẽ, học tiếng Tàu, học tiếng Anh, học tiếng Mẽ, Tàu, học tiếng Nhật, học tiếng Việt Nam có nữa, học tiếng Đức. Để những con nít nó nhỏ, con nít khi nó còn nhỏ nó mà học, nó học nhanh lắm. Mình lớn mình học lâu. Đây những đồ chơi cho nít. Giống như Việt Nam mình thi cấp 12, thi lớp gọi là cái ta thi 10, lớp 10 là lớp 12 ha. Lớp 12 cho trường đại học. Ở đây cũng vậy. Đây cũng có những cái thi đó. Đó con gái vô đây cũng mua những thi. SAT. SAT là cái thi. Bên đây hai người cũng biết
thi thì vô những kỳ đạo một tiếng, cái điểm càng cao. Nhưng mà SAT thì là một cái nói về điểm thôi, nhưng mà nó còn nói về cái tính cách là học sinh đó có giúp đời, có nghĩa ra làm những cái sở xã hội, làm những cái việc xã hội, là sinh hoạt trong, chứ không phải là chỉ có ngồi không mà học. Ngồi không mà học thì là một mức điểm nào nó tính thôi, cho nó còn tính những cái thang điểm khác nữa. Đây, từ đây là những nơi chủ động nít. Poetry là thơ, thơ, reference. Đây là reference dictionary. Bây giờ vẫn còn bán từ điển. Chắc có tới đây đủ rồi, còn đứng đây nói xin tay nó thôi nhé. Một con đang tính tiền sách này. Chắc nó mua được cuốn nào tính tăng đứng ngang xếp hàng tính tiền. Đây là toàn cảnh của nhà sách này ha. Rồi, mình đi xuống cái thôi là mình tắt nha. Coi cái clip này tới đây cho anh và con coi để hiểu một cái nhà sách bên Mỹ như sao, có thể dắt con cái vô đây những ngày nghỉ như thế nào, nhất là mùa hè nên cho nó vô một tuần lần. Ta tốn tiền những cái này hơn tốn tiền những thứ vô bổ. Alright, bye mọi người nha, see you next clip.